Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Lũ lụt kéo sập nhà, cuốn trôi xe cứu hỏa, Trung Quốc lập tức phát báo động đỏ số 1. Trung Quốc lại chứng kiến những trận lũ nghiêm trọng trong năm 2023. Mưa lũ làm sập nhà ở Trung Quốc. Vào sáng sớm ngày hôm qua, một đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe cứu hỏa vùng vẫy giữa làn nước lũ được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Địa điểm xảy ra vụ việc là quận Khúc Giang, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo thông báo của sở cứu hỏa Thiều Quan, sau khi đã chuyển những người dân bị lũ bao vây đến nơi an toàn, xe cứu hỏa của trạm bất ngờ gặp dòng lũ dữ. Mực nước không ngừng dâng cao bủa vây chiếc xe. May mắn tài xế đã nỗ lực lái xe thoát khỏi dòng nước lũ, không có ai bị thương. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến người dân không kịp xoay sở. Theo Nang Gu Jinbao, một ngôi làng ở huyện Thương Ngô đã hứng chịu trận lũ quét do lượng mưa lớn gây ra. Trận lũ đã xóa sổ ít nhất một ngôi nhà trong chốc lát, đồng thời cuốn theo nhiều vật dụng cũng như những thành gỗ lớn. Báo động đỏ số 1. Theo thông báo của Văn phòng Thông tin Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ngày hôm qua từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, khả năng cao xảy ra thảm họa lũ quét cảnh báo màu da cam ở các khu vực phía Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây. Trong đó, khả năng cao xảy ra lũ quét, báo động đỏ ở khu vực Đông Bắc, Giang Tây. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ lụt do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Tờ Jianman News của Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 6 năm nay, khu vực miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn. Mực nước sông ở nhiều tỉnh tăng vọt và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử. Khi khu vực đô thị bị nhấn chìm vào một tòa nhà bằng gỗ ở một ngôi làng ở Dung Thủy, Quảng Tây bị sập, khiến 5 người gặp nạn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cảnh báo một trận lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang. Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến cho biết, từ 8 giờ ngày hôm kia đến 6 giờ ngày hôm qua, lượng nước mưa đo được ở 987 thị xã, thị trấn ở 82 quận huyện trong tỉnh vượt quá 250mm. Trong đó, 409 thị xã, thị trấn ở 61 quận huyện vượt quá 400mm và 30 thị xã, thị trấn ở 9 quận huyện vượt quá 600mm. Từ 6 giờ ngày hôm kia đến 6 giờ ngày hôm qua, lượng mưa ở 116 thị xã, thị trấn của 18 quận huyện trong tỉnh vượt 50mm. Trong đó, 53 thị xã, thị trấn của 6 quận huyện vượt 100mm. Theo mạng dự báo thời tiết Trung Quốc vào ngày hôm kia, lượng mưa hàng ngày ở huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến vượt qua 225,6mm, lập kỷ lục mới về lượng mưa hàng ngày đo được ở địa phương này. Theo báo cáo mới nhất từ CCTV vào sáng qua, mực nước của lưu vực sông Tùng Khê đã giảm xuống dưới mực nước đảm bảo. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, nước lũ tại hiện trường cơ bản đã rút, công tác sơ tán và nạo vét đang được tiến hành tại Quảng Tây. Theo báo cáo của cơ quan quản lý khẩn cấp ngày hôm kia, trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 2,349 triệu người tại 110 quận huyện của 14 thành phố toàn khu vực. 145.000 người được đưa tới nơi an toàn khẩn cấp và 307.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp. 10.600 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, nắng nóng bất thường và lốc xoáy. Trung Quốc đang đối mặt với 3 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại các khu vực trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Reuters đưa tin, Trung Quốc hiện đang đối mặt với một sự kết hợp được xem là bất thường của các hiện tượng mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy tại các khu vực trên cả nước. Hàng triệu người đã phải di tản, các công trình bị thiệt hại và đất canh tác nông nghiệp bị ngập trong nước. Phía Nam Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mưa lớn cho đến cuối tuần. Trong tuần qua, mưa như chút nước đã gây ra thiệt hại đáng kể với một số khu vực rộng lớn và nông dân. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ tháng 4 trước mùa mưa, báo hiệu sự chuyển giao từ mùa xuân sang hè vào đầu tháng 6.
Trung Quốc có lịch sử lâu đời đối mặt với lũ lụt. Trong những năm qua, quốc gia tỷ dân đã trở nên dễ tổn thương hơn với hiện tượng thiên tai này do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Trung Quốc cũng cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất của các sự kiện thời tiết cực đoan. Trong bối cảnh lượng mưa và nhiệt độ ở một số địa phương nhiều lần tăng lên mức kỷ lục trong những năm qua. Hôm qua, một trận lốc xoáy đã càn quét qua tỉnh Quảng Châu. Trong một cơn bão lớn, khoảng 5.400 khách hàng đã bị mất điện ở thành phố miền Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm. Với sóng cao ở khu vực sông Châu Giang rộng lớn, khiến chính quyền trung ương đã phải điều nhân viên phòng chống lũ lụt chuẩn bị ứng phó với nguy cơ. Một trạm theo dõi đã ghi nhận một con sóng cao 2,45m vào ngày hôm kia, cao nhất trong vòng 20 năm qua. Trong khi đó, cơ quan thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến cảnh báo rằng lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, gây ra nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Trong lúc miền Nam Trung Quốc đối phó với nguy cơ lũ lụt diện rộng, thì tại miền Trung và Bắc của Trung Quốc, dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ cao bất thường trong tuần tới, vượt ngưỡng 40 độ C. Thưa quý vị, nhiều tuần trở lại đây, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu những cơn mưa lớn. Mưa liên tục nhiều ngày khiến tình trạng lũ lụt nhanh chóng xảy ra, nhấn chìm nhiều đường phố và nơi ở của người dân các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Bên cạnh đó, vòi rồng và nắng nóng bất thường cũng là hai hình thái thời tiết cực đoan khác đang tấn công đất nước tỷ dân, khiến hàng triệu người phải di tản. Sau đây là thông tin chi tiết. Mưa lớn kỷ lục trong 60 năm ở Trung Quốc. Tuần qua, những trận mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc khiến lưu vực sông Châu Giang phải hứng chịu trận lũ lụt lớn hiếm thấy. Trong khi đó, ở miền Bắc Trung Quốc thì phải chịu cảnh nhiệt độ cao, nhiều nơi có khi vượt qua 40 độ C. Ở vùng Hoa Nam Trung Quốc, mực nước sông Châu Giang chảy qua khu vực đã tăng vọt do mưa lớn trong nhiều ngày, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi. Phúc Kiến có nơi nước ngập đến nửa tầng lầu. Quảng Đông có tình trạng là trạm máy thủy điện bị sập. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, đợt mưa này sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất là một tuần. E rằng không như là dẫn đến một đợt thiên tai mới, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu hoạch ngũ cốc ở Nam Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả mực nước sông Châu Giang dâng cao này là thuộc dạng lớn nhất trong cả thế kỷ. Tổng cộng 117 con sông trên lưu vực sông Châu Giang đã bị vượt mực nước cảnh báo. Trong tuần tới, tại đây sẽ là chịu một đợt mưa lớn nên tình hình vẫn rất khó lường. Rất nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa xối xả gây lũ lụt, tiêu biểu như là ở Quảng Tây hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng từ cuối tháng 5. Tính đến ngày hôm qua, có 14 thành phố, 110 huyện và thị trấn với khoảng 2.349 triệu người đã bị ảnh hưởng. Chỉ riêng một trận lũ vào tuần trước ở phía Bắc tỉnh Quảng Tây đã làm ít nhất 7 người không qua khỏi. Truyền thông nhà nước Trung Quốc khi đưa tin tình hình lũ lụt này thường hạn chế nhắc tới tổn thất về người nên không thể ước tính có bao nhiêu người không qua khỏi vì đợt lũ này. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình lũ lụt và tăng cường các nỗ lực kiểm soát lũ ở các hồ chứa có mưa, các sông nhỏ và nhỡ ở khu vực miền núi. Năm nhóm công tác đã được cử tới tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc, nơi phản ứng khẩn cấp được duy trì ở cấp độ 3. Với lượng mưa lớn vừa dự kiến, các con sông ở khu vực cấp tỉnh bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang có khả năng là xuất hiện lũ vượt mức báo động với các trận xả lũ lớn ở một số con sông vừa và nhỏ, lốc xoáy lớn tại Phật Sơn, Quảng Đông. Và hôm qua, cơn lốc xoáy vòi rồng mức gió cấp 5 đã xảy ra gần làng Nha Giao, trấn Đại Lịch, huyện Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Các nhân chứng cho biết lốc xoáy kéo dài khoảng 1 phút. Được biết, xác minh có khoảng 5.000m2 mái tôn bị hư hại liên quan đến 24 nhà xưởng ở thị trấn Đại Lịch, 19 chiếc xe hơi, 27 cây vườn và 4 biển quảng cáo bị quật đổ. Đoạn video do người dân địa phương chia sẻ với lốc xoáy vào lúc 7 giờ sáng ở thành phố Phật Sơn, Quảng Đông đã ghi lại cảnh những tấm tôn bị gió thổi tung lên không trung, tia lửa bắn tung tóe. Trung tâm chỉ huy giao thông nhận được tin báo, một đội xe tại đường cao tốc Thần Hải đi qua đoạn Đại Lịch đến Tạ Biên đã gặp lốc xoáy làm xe tải bị lật
và 8 xe ô tô con khác bị hư hỏng nhẹ. Số liệu thống kê từ năm 1991 đến năm 2022 cho thấy các tỉnh Giang Tô, Quảng Đông, Hồ Bắc, An Huy của Trung Quốc là những khu vực có nhiều lốc xoáy, trong đó nhiều nhất là ở Giang Tô và Quảng Đông, với mức trung bình hàng năm lần lượt là 4,8 và 4,3 trận. Tiếp theo là Hồ Bắc và An Huy với khoảng là 2 trận, hàng triệu người Trung Quốc phải di tản. Hãng tin Reuters của Anh cho biết, tuần này Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng bởi sự hội tụ hiếm hoi của mưa lớn kỷ lục, cùng với sóng nhiệt và lốc xoáy ở siêu đô thị phía nam của Quảng Châu khiến nhiều người phải di tản, làm hư hại tài sản và đất canh tác. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, miền nam nước này dự kiến sẽ có mưa xối xả cho đến cuối tuần này. Hiện chưa có biện pháp cứu trợ ngay lập tức cho các khu vực rộng lớn và nông dân bị ngập lụt trong những trận mưa như chút nước trong tuần qua. Vào cuối tuần qua, một trận lốc xoáy đã xé toạc các khu vực ở Quảng Châu trong một trận mưa lớn, cắt nguồn cung cấp điện cho hơn 5.400 người đang dùng ở thành phố rộng lớn phía Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang, khiến chính quyền trung ương phải cử nhân viên phòng chống lũ lụt để hỗ trợ công tác ứng phó. Một địa điểm quan sát trong thành phố đã ghi nhận con sóng cao 2,45m vào ngày hôm vừa qua, cao nhất trong 20 năm qua. Cảnh báo thiên tai đã được tỉnh khác đưa ra trong tuần này, đã thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi các đường phố tại nhiều đô thị phía Nam chìm trong nước. Đường cao tốc bị chia cắt và nhiều mẫu đất nông nghiệp trở thành đầm lầy. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao bất thường trong tuần tới, vượt qua 40 độ C. Thời tiết nắng nóng này đã bao trùm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.